cáo quý vị khách hàng. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2017. Thì Nhân có đưa 3 khách hàng từ Sài Gòn xuống. Thì bên chỗ đón khách thì nó có 2 địa điểm. Một địa điểm là ở đường Bích Chi, Trường Chinh, giao nhau với lại ngay chân ngã ba Cộng Hòa với lại Trường Chinh đó mọi người. Thì một điểm đón khách là ngay chân đó. Xe xuất phát là khoảng 8 giờ 15 là xe xuất phát. Và một điểm là dòng xe Phú Lâm ngay chân Bích Chi. Thì Bích Chi chỗ dòng xe Phú Lâm. Thì xe xuất phát là 8 giờ 30. Thì hôm nay là một cái ngày là đặt chỗ đầu tiên của tập đoàn Địa ốc Cát Tường mở cho giữ chỗ dự án Thủ Thừa Phú Thanh. Thì hôm nay thì cũng khá là đông khách hàng cũng đến đây tham quan, và hiện tại mình mới có cho giữ chỗ được có 2 ngày thôi, là từ ngày 4 từ bữa nay ngày 5 ngày 6 rồi. Bên đây thì mình cho đợt này mình mở giữ chỗ và mở bán là 166 nền. Thì cho tới hiện tại là 2 ngày giữ chỗ thôi, thì bây giờ cũng đã trên 50 giữ chỗ rồi. Thì bởi vì là cái dự án của mình là nằm ở cái vị trí là khá đắc địa, khá đẹp, và hạ tầng là có sẵn hết rồi, nhưng mà cái giá cả thì nó cũng khá là mềm, cho nên là tất cả những khách hàng xuống đây và quyết định xuống tiền rất là nhanh. Và bây giờ thì Nhân cũng mời tất cả những khách hàng mình xem một số hình ảnh thật của dự án. Và tất cả mọi khách hàng mình hãy nhanh tay giữ chỗ để sở hữu được ưu tiên một và chọn được những vị trí mình yêu thích và hợp với số tiền của mình nhất nha. Thì những người khách hàng hãy gọi cho Nhân số điện thoại là 0909117880 để Nhân có thể tư vấn rõ hơn cho tất cả mọi khách hàng mình. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng ở video sau. Đó thì lóc bên đây, để lóc này nè. Gần trường đây, gần công viên. Đó, trường học đây nè chị. Cái trường lên cái nó xôm nhau thấy. Ở bên trường còn lóc nào không? Có này nè. Chị đối diện thôi đó, lóc nãy thôi. Đối diện thôi, lóc. Dạ. Có lóc đâu tới mình. Để em coi lát gì còn. Mẹ ở đây có không? Không, ở đây em có. Có ở đây là viện kiểm soát, không có. Không. Đúng rồi, ở đằng kia đúng bài rồi đó. Phòng giao dịch quyền thừa.
phòng giao dịch. Cái gì vậy? Cái lô đó hồi nãy chị mày xéo vào tường mày nó. Biết rồi. Không có dịch gì không dịch. Dạ cái đó lô đó, lô đó nhiều con chó này đang nói chuyện cái nóng thật dịch gì nghe. Giao con dịch quý không ừa. Nhiều lắm đó, nhiều mét ngang nhiều vậy nhiều. 525 dịch. 525 mét. Chín triệu mét vuông. Giá cho chị coi như vậy đi. Được. Cái này lên đường hỏi đi. Bán giá công ty, trả giá. Được, trả giá được. Em ra chợ thì ngồi bán ở chợ, trả giá. Anh với phỏng tay. Chợ nãy nó bác. Vậy được chưa nhắn ơi. Rồi ok chị vậy. Vậy xong ok rồi. Mãn nhãn rồi. Phòng giao dịch á. Giao cho tôi con vịt. Không thơ à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.